Bắt đầu. Xin chào các bác. Nay mình sẽ chia sẻ cho các bác cái những chú đà điểu của chúng ta. Những chú gà điểu giống khỏe mạnh đang lúc nhúc ở trong thùng. Đấy, còn con thì đang ngủ rất là ấm cúng, được chuẩn bị để chuyển đi cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Nếu các bạn mua con giống thì các bạn gọi cho mình, số điện thoại là 033 5305982. Mình tên là Thao, mọi người vẫn gọi là Thao Chim Cu Gáy, với cái kênh Chim Cu Gáy Hay trên mạng internet, YouTube, Facebook và website chimcugayhay.com. Các bạn biết đây là những chú đà điểu rất là đáng yêu. Đây là những con này là nó có mã số. Ví dụ con này là các bạn thấy là 950213. Đấy, mà nó rất là nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Thì ở đây thì cái kênh con giống đà điểu và kênh chim cu gáy hay đã được thiết lập các văn phòng đại diện ở khu vực phía Nam, khu vực miền Trung, và đặc biệt là các bạn ở tỉnh phía Bắc thì quá là gần, bởi vì mình có văn phòng tại bến xe Mỹ Đình cũng như các bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Giáp Bát, thì được chuyển đi các khu vực miền Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La. Còn các bạn ở khu vực miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng thì các bạn có thể yên tâm, mình chuyển một ngày một đêm thì các bạn có thể nhận được. Còn các bạn khu vực phía Nam, khu vực bến xe miền Đông, ga Sài Gòn hoặc các quận 12, quận 9, quận 8 thì các bạn yên tâm là các bạn chỉ sau khoảng 36 tiếng là các bạn nhận được. Có thể là dung sai một chút, nhưng mà hiện mình đã chuyển rất là thành công trong suốt một năm qua. Đấy, các bạn biết là những chú này, điều này rất là đáng yêu, rất là ngộ nghĩnh, trông như những một những chú nhím con. Đấy. Nếu mà các bạn ở xa thì các bạn cũng đừng nên tham lấy những con to quá, bởi vì những con to quá là nó sẽ vệ sinh ra trên đường và nó sẽ cần uống nước, cần ăn rất là nhiều, đồng nghĩa cái việc là rủi ro về chân cẳng cũng như là ăn uống rất là không tốt. Nếu các bạn ở khu vực miền Trung, miền Bắc thì các bạn vô tư chuyển ở miền Trung qua Nghệ An, Hà Tĩnh thì mình chuyển có những con 10 cân mình vẫn chuyển được cho các bạn. Đấy. Thế nhưng mà các bạn khu vực miền Nam thì 10 cân thì mình chịu. Đấy, các bạn khu vực miền Nam thì chuyện loại nhỏ thôi. Đấy, các bạn yên tâm như vậy. Đây là những chú đà điểu của chúng ta, rất là nhanh nhẹn, khỏe mạnh đúng không ạ? Tôi có thể mô phỏng một chút. Đấy. Đó. Chân, hai ngón. Đó. Đầu, mắt cẳng. Đấy. Đứng rất hiên ngang. Đẹp.
Các bạn thấy đây là những cái thùng xốp được chuẩn bị để chuyển cho các bạn. Chúng ta điều bỏ vào đây để chuyển đi cho các bạn. Và đây là những cái thông tin để các bạn kết nối và các bạn giao dịch trên cái kênh chim cú gáy hay. Đấy, các bạn thân mến, đây là những chú chim được nuôi đẻ. Đó, hiện bây giờ là mình đã xác lập được website cũng như cái kênh mình chuyên về con đà điểu. Thì hy vọng rằng các văn phòng đại diện và cái sự giao dịch của mình qua nhiều đơn hàng thì có những cái vấn đề câu trả lời, những cái thắc mắc mình đều giải quyết cho các bạn. Thì các bạn có thể yên tâm là kết nối với đồng chí Thao chim cu gáy về con đà điểu và con chim cu gáy thì quá là ok rồi. Đó. Hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh và sẽ chia sẻ cái đường link này cũng như cái thông tin này đến mọi miền các bạn ở xa. Các bạn có thể mua được những chú con giống rất là đảm bảo. Cảm ơn các bạn. Một lần nữa mình xin nhắc lại số điện thoại là 0335305982 và 0989177982. Với cái cụm từ chim cu gáy hay thì luôn luôn được tồn tại trên mạng và các bạn cứ tìm kiếm sẽ thấy được đầy đủ các thông tin. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả. Chúc các bạn chăn nuôi, các bác chăn nuôi, nông dân chăn nuôi để thành công.